NAD là coenzyme 1 và cái NADB đó
quên chuyện này, nếu mà mình về tham khảo tài liệu thì từ cái dạng amid hóa sẽ có chất chuyển đổi qua lại oxy hóa của như protein amid và những hydro cơ chất gia vào trong cái quá trình phản ứng của hydro cơ chất, thì cái này gọi là cái enzyme chuyển điện tử. Như mình đề cập đấy, các bạn ứng này nó chỉ xảy ra chuyển đổi như protein thành như protein acid với sự xuất tác của acid H2O3 oxy hóa mà. Rồi. Thì liên quan tới cái enzyme này á, mình lưu ý là có chất tryptophan. Hồi nãy khi âm viên thì liên quan tới nó là gì? Khi âm viên bên 1 á, thì liên quan tới carbohydrate, nhớ không? Tại vì cái nhu cầu nó sẽ thay đổi theo lượng carbohydrate mình sử dụng. Cứ gia tăng 1.000 kilocalor carbohydrate thì mình sẽ phải tăng cái nhu cầu sử dụng khi âm viên 0.5 mg. Đây, ở đây á, thì cái enzyme nó liên quan tới cái tryptophan, thì người ta thấy cái tryptophan á, nó có thể tham gia trong cái quá trình tổng hợp tạo ra cái nucleic acid, rồi sau đó có thể là amid hóa, thì người ta thấy tryptophan có thể thay thế cho niacin trong cơ thể sẽ tổng hợp được theo cái quy trình phản ứng ở phía dưới. Nên thì 60 mg tryptophan tương đương với là 1 mg niacin và 60 mg protein trong có 600 mg tryptophan thì nó sẽ tạo 50 mg niacin. Nhưng mà cái các anh chị cần quan tâm tới cái tryptophan này nó chỉ tạo ra được thành nucleic acid với sự xúc tác của B1, B2 và B6, B1, B2 và B6, nhớ mình chỉ ghi chú đó, các bộ thì B1, B2 và B6, rồi mình sẽ có B1, B6, B9, B12, rồi chỉ nhảy B1, B2 và B6 thì tham gia phản ứng tạo nucleic acid từ tryptophan. Đây, trên cái quy trình phản ứng thì mình thấy đó, từ tryptophan nó tạo thành N-methionine-uranine đó, thì với sự xuất tác của cái thiamine, rồi xong rồi cái thiuranine đó, nó sẽ tạo thành 3-hydroxythiuranine, thì với sự xuất tác của B2 nucleotide, rồi 3-hydroxy thiuranine thì nó sẽ tạo thành cái 3-hydroxy anhydrinic acid với sự xuất tác của vitamin B6. Thì như vậy với cái niacin này, tryptophan chỉ tạo ra được nucleic acid nếu có đầy đủ 3 cái vitamin B1, B2 và B6. Đây. Thì cơ thể tổng hợp niacin nhờ các vi sinh vật ở ruột của một phần trong mô của tryptophan. Tryptophan trong các protein thực phẩm được cung cấp thì nó sẽ tham gia tạo thành niacin. Phô mai trước tất niacin có nhiều tryptophan các mô hình trừ khác nhau. Đây, như buổi trước mình đề cập đấy, thì cái phần này những chị có thời giờ chị đọc không thì mình bỏ qua, tức là cũng cùng một cái nguồn thực phẩm nguyên liệu, nhưng nếu mà cái chế biến khác nhau thì nó sẽ dẫn tới là bị mất cái vitamin và dẫn tới tình trạng là nó sẽ bệnh cho một cái nguồn thể dân số. Rồi, chắc thì
là tinh bột mình chỉ chán không bùi bị đắng nên đang trong nước mặt bể là hơn nhưng với bình thường ít chỉ bị bệnh nhiệt độ độ ẩm khi đun nấu. Thì mình có hai cái dạng đó là nitrogenic acid và cái dạng nitrogenic acid amin hóa hay gọi là nitrogenamic. Thì cái dạng nitrogenamic là dạng chính trong tuần hoàn ở bên trong cơ thể này, thì nó sẽ qua dạ dày và ruột với tế bào ruột đồng vận chuyển với natri. Mình hãy cái video khi nào ở dạng nào qua tế bào ruột đồng vận chuyển với natri. Rồi còn cái DHA thì qua glucose transporter. Thì ở đây cũng như vậy, thì mình sẽ thấy là nó qua tế bào ruột đồng vận chuyển với natri. Trong tế bào hợp lưu thì chuyển đổi thành cái dạng có hoạt tính nitrogenamic hay là nucleotide phân bố vào tất cả các mô tính tử ở gan. Thì cái hoạt tính nó chuyển đổi tạo thành cái dạng mononucleotide. Chuyển hóa thì không có tác dụng vị trí khi dùng ngoài luôn, có nghĩa là sao mình nó chỉ dùng trên cái đường uống mình á thì hấp thu thì nó có tác dụng hơn. Thì tại gan nitrogenic acid nitrogenamic và tryptophan được chuyển đổi thành dạng có tính NAD sử dụng ở gan. Thì hydroxyl hóa tạo ra nitrogenamic tại gan phóng thích cùng nitrogenic acid vào trong tuần hoàn. Như thứ một thì các vitamin được sử dụng tổng hợp ra NAD và NAD có dạng phân phát hóa thì chuyển đổi thành các dạng chất beta hóa và bài tiết ra nước tiểu. Thì sự tổng hợp niacin từ tryptophan nhờ enzyme tryptophan deoxygenase thì cảm ứng bởi hormone glucocorticoid và glucagon. Thì cái này có nghĩa là gì? Cái nếu như mà mình có sử dụng phối hợp với glucocorticoid hoặc là có sự tham gia của glucagon á thì cái quá trình phản ứng nó sẽ gia tăng lên tổng hợp như acid từ tryptophan. Rồi hồi nãy mình nhận cái B1 nó có tái hấp thu không? Không, C có tái hấp thu không? Thì ở đây cái niacin thì mình đã có tái hấp thu nitrogenic tại trong mặt giải nhưng không đủ theo cơ chế tự động để đổ vào natri. Hồi nãy là mình thấy là khi mà nó vận chuyển đi thì nó nhờ cái chất vận chuyển natri tên là gì? Tương tự như vậy, các vitamin hay là các chất trong cơ thể mình nó sẽ có cái chế độ cân bằng nội mô ổn định ở não á, thì cái đó nó chỉ tham khảo thôi, nó có thời gian thì đọc cho nó còn này. Rồi rồi thì hồi nãy cái B1 á mình nói nó là enzyme xúc tác cho nó tham gia trong cái B1 á, nó tham gia vào gì? Enzyme gì?
oxygen này thì ở đây cái dioxin nó sẽ là coenzyme cho 200 enzyme để hydrogenase thì ở đây mình có một số cái để hydrogenase thì có chức năng là cho những hydrogen trong các phản ứng chuyển hóa thì NAD tham gia vào phản ứng chuyển hóa cho những hydrogen điện tử NADP thì tham gia vào sự tổng hợp các axit béo. Đây. Thì NADA thì phân giải glycogen để chặn oxy hóa glucose. Nhớ, hồi nãy mình nhớ cái chương trình REP không? Glycogen tạo thành glucose, tạo thành glucose. Và glucose tham gia vào trong quá trình tổng hợp cái acetylcoenzyme. Nhớ chương trình REP đó thì nó giúp trong cái hình đó nó có cái sự tham gia của niacin, rồi oxy hóa acetylcoenzyme trong cái trình REP đúng không? Hãy mình nhớ cái hình không? NADNADB tham gia vào trong cái trình REP, oxy hóa các acid béo, oxy hóa ethanol chuyển hóa vitamin B6, nó cần cho các phản ứng tổng hợp acid béo, cholesterol, hormone steroid, để detoxiribonucleic chuyển đổi qua lá thành dạng có hoạt tính. Thì như vậy ở đây mình sẽ thấy á, cái đề bàn mình sẽ tham gia vào trong chuyển đổi acid folic napolat thành cái FAD. Rồi trên cái bệnh thì cái bệnh đặc trưng mình sẽ hỏi là cái bệnh nào liên quan tới niacin thì mình lưu ý là bệnh nào liên quan tới B1. Beri mấy hai cái hội chứng nữa là Wechsler và thì đối với thiếu niacin thì có bệnh Panera được chính là viêm da hàng ngày hệ tiêu hóa và thần kinh thì nó có các đặc trưng đó là viêm da đối xứng nhớ hả mình vitamin á yếu á là bị đối xứng nhớ không thấy mấy cái mà vitamin là đối với bị đối xứng ha là chim chóc ở đầu ngón chân bắt đầu từ đầu ngón chân sau lên đầu chân lên bắp chân và lên đầu ngón chân ha. Thì đây cũng vậy nó sẽ đối xứng viêm da đối xứng ở dạng 7, các chị nhìn thấy hình nó sẽ xếp thành dạng 7, đặc biệt ở những vùng không được che đậy như đầu, như cổ, sạm da, đầu tóc. Rồi trên tiêu hóa thì tiêu chảy, sinh lưỡi tăng chứ, cái nước bọt, tăng nước bọt, lâu thần kinh thì nó không có rõ ràng, không mất ngủ dễ bị kích thích, dẫn đến lẫn mất trí nhớ, hào giác. Cái đặc trưng để mà xác định ra cái bệnh này là viêm da đối xứng dạng 7 nó ở những vùng không được che đậy. Rồi nhu cầu là liên quan đến năng lượng như là do cái niacin nhận được tổng hợp từ tryptophan. Rồi liên quan đến nhiều yếu tố tryptophan, niacin, protein, hormone B2 và B6 thì nó có sự chuyển đổi chất trung hoa thành các yếu tố protein này nó sẽ do phóng thích giải phóng giải ra do các cái chất trung hoa tạo thành niacin nhờ sự xúc tác của các vitamin khác nhau rồi cái hormone này nó cảm ứng enzyme cho các phản ứng xảy ra. Rồi phụ nữ có thai sự chuyển đổi gia tăng do sự kích thích bởi estrogen của tryptophan oxygenase. Rồi sự chuyển đổi cũng gia tăng khi sử dụng rượu uống giữa thai. Rồi thì nhớ mình có hai dạng đó là niacin và cái dạng thứ hai đó là cái dạng amid hóa thì do hai dạng khác nhau nên là nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là cái có chỉ định một số chỉ định khác nhau và tác dụng phụ khác nhau. Cái niacin hay là nicotinic acid đó, thì nó sẽ dùng hiện giờ chủ yếu là phối hợp với các thuốc để mà trị rối loạn tăng lipid tuyến, đặc biệt nếu như có thể phối hợp với các statin trong các chế phẩm các statin nhé không
Sylvastatin. À còn Vastatin. Sylvastatin nhá, thì cái nhóm Vastatin đó là phải sử dụng ở thời gian 8 giờ tối. Là tối thì nó đạt được cái hiệu quả tối đa. Còn cái mà một số cái thế hệ mới thì nó không cần, nó không cần quan tâm tới cái thời gian sử dụng thuốc, dùng lúc nào cũng đạt được hiệu quả hết. Đây bệnh tật ngoại biên như là viêm mạch sơ động mạch, điều trị bệnh Bellana bổ sung trong chế độ dinh dưỡng. Đây cái niacin á thì chú ý nó dùng để điều trị bệnh ha. Nó ít khi được dùng để mà phòng ngừa, tại vì sao? Nó có cái tác dụng phụ tính chất axit á, nó là một cái axit, nó tính chất axit nên nó có tác dụng phụ nên là đỏ vùng da mặt ha, thì ít khi mà ta dùng để mà điều trị, dùng để phòng ngừa. Rồi còn cái niacinamide là dạng đã amid hóa rồi, nó không có tính chất axit thì ta dùng để phòng ngừa và điều trị Bellana, làm giảm viêm, cải thiện bệnh tắc nê do tính chất axit. Có thể là cô anh xin chọn cho các cháu từng hô hấp chuyển hóa gì biết không trẻ gì vui lên, thì chủ yếu hiện giờ nó dùng để làm phối hợp với các statin trong việc điều trị rối loạn tăng gì biết huyết. Rồi thì nhớ cái này là rối loạn tăng gì biết huyết, còn gì gì anh xin nhận biết thì phòng và điều trị cho ra giảm viêm và cải thiện các bệnh án đề. Đây thì tác dụng phụ một số nó có một số cái tác dụng phụ thì nó có một số cái tác dụng phụ cần chú ý, do cái nó có cái tính chất axit nên là nó sẽ hủy hoại màng nhạy đường tiêu hóa. Đây như liên kết các bài với nhau, trước mình có một cái nhóm thuốc điều trị ho, cái nhóm cystin là nó muốn cắt cái màng nhạy của cái cystin, nó có thể có tác dụng phụ trên cái hủy hoại màng nhạy của tiêu hóa, không? Rồi thì chống chỉ định cho những người sẽ bị uret dạ dày ở nhiều thấp thì nó có thể gây giãn nở mạch ngoại biên do tính chất axit và đỏ. Còn cái gì cô chị nam biết cái dạng amid hóa thì nó không có cái tác dụng phụ này, thì ta có thể như tác dụng phụ da đỉnh đỏ là của dạng là niacin là nicotinic acid, còn cái dạng amid hóa thì không có cũng đó. Rồi làm tăng một số cái ghi nhận được đó là nó tăng tăng đào thải với acid uric thì dẫn tới là nó được đào thải trước thì dần gia tăng cái sự tích tụ của acid uric làm cho tình trạng bệnh uất nặng hơn, nên là không có hạn chế thì là trọng trọng dùng cho những người bị bệnh uất nhất là bệnh uất. Cái thứ hai đó là làm tăng sản xuất glucovit thì cần theo dõi glucovit làm cho những người ở những người mà bị bệnh tiểu đường nên rồi có thể gây mất glucogen giữ trong khung xương và cơ tim, có khả năng gây tổn thương gan làm da, để được báo cáo ở cái liều sử dụng cao là 75 mg ngày trong 3 tháng. Rồi viêm gan nó có cũng xảy ra nên chúng ta đề nghị là khi bắt đầu sử dụng thì phải theo dõi chức năng gan và phải kiểm tra lại chức năng gan mỗi 6 đến 12 tuần sau khi sử dụng. Đây âm tính với các xét nghiệm catecholamine trong nước tiểu do nó tương tác.
nguyên tắc trên xét nghiệm có thể là âm tính giả các xét nghiệm catecholamine trong biến tiểu hoặc là dương tính giả với xét nghiệm gluco trong biến tiểu. Đây. Như vậy mình cần lưu ý đối với cái niacin là trên bình gan theo dõi chức năng gan 6 đến 12 tuần trước khi sử dụng thì đấy để chức năng gan, rồi khi mà sử dụng thì theo dõi chức năng gan 6 đến 12 tuần định kỳ, rồi không không dùng cho những người bị ung thư dạ dày tiến triển, rồi huyết áp nè, chảy máu động mạch, lưu ý trên bệnh tiểu đường và bệnh huyết. Trên như xin đã biết thì bệnh gan với lại u rác dạ dày tiến triển này, nhớ cái tác dụng phụ là gây đỏ bụng, nó không có nguy hiểm lắm nhưng mà nó sẽ gây khó chịu cho người sử dụng đối với cái gì đó gây đỏ bụng mặt chảy mặt và viêm. Rồi nhu cầu thì này mới chỉ tham khảo thôi nha. Đây. Chắc mình học luôn đi nha. Đọc được không? Thật ra thầy dễ đọc quá à. Rồi. Thì lưu ý là ngay trong phần đó là cái những cái vai trò chính và so sánh chắc nhất với nhau thôi nhé. Trong cái phần nói mình cũng nói chứ với bạn là cái phần nào mà cần cho cái nội dung để mình nhớ sau này mình dùng được trên các phần thôi. Rồi thì bilirubin thì nó có cái 3 dạng ha, nhưng mà nếu phốt pho hóa thì nó có 6 dạng là vitamin E, là bilirubin, bilirubin và bilirubin. Rồi, cái này đi xuống trên cái phần sẽ coi nhé. Ở đây mình có 6 dạng. Bilirubin, bilirubin thì từ R2-O mình có nhóm OH, đủ ha. Antihip hoặc là samin, amin hóa. Có bilirubin, 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 rồi phốt pho hóa thì như vậy mình sẽ có 6 dạng. Thì 6 dạng này có tác động tương đương nhau, tùy theo từng loại vitamin mình nhớ. Giống như vitamin E thì các dạng động phân không có tác động tương đương nhau, nhớ không? Thì cái dạng nào có tác động, nhớ mà E dạng nào có tác động hiệu quả nhất? Alpha thì nó nhiều lắm, R alpha, glucocorticoid nó là 1. Rồi, thì nó có thể chuyển đổi qua lại với nhau ở các dạng bilirubin, 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 rồi gắn phốt pho, phốt pho nha. Thì từ cái bilirubin, nó các chị thấy là sẽ theo các phản ứng nó tạo thành cái bilirubin. Thì này nó giống như là vivo là bình thường
đó là chuyển hóa amino acid sinh tổng hợp porphyrin amin sinh học nucleic phân giải glycogen chuyển hóa lipid và hoạt động của hệ thống miễn dịch và liên quan tới hoạt động miễn dịch nhân thể. Ví dụ là chuyển hóa amino acid thì nó là cô bác tơ trong 100 enzyme khác nhau đó, thì trong cái phản ứng các phản ứng của phosphat đó thì nó sẽ tham gia vô mấy cái theo cái bộ gọi nhớ vậy nhé, cắt chuyển ha, thì nó có cắt chuyển amin, cắt chuyển sulfur và cắt chuyển oxy ha, thì nó là cofactor cho một số amino trong sơ ra ha. Nhớ bài trò nó trong cái chuyển hóa amino acid là mình có cắt chuyển ha, thì có cắt chuyển amin, cắt chuyển sulfur và cắt chuyển oxy. Thì nó tham gia trong các quá trình chuyển hóa tryptophan methionine. Nãy mình nói tryptophan chuyển thành niacin là nhờ sự xuất phát của các enzyme các vitamin B1, B2 và B6. Thì ở đây B6 tham gia vô, nhắc lại là về sinh tổng hợp porphyrin, amin sinh học, glucose acid, chất dẫn truyền là serotonin, GABA, serotonin, serotonin, dopamine. Thì như vậy sao? Các chất dẫn truyền hành sinh muốn tạo ra được đó thì nó cần phải có sự xúc tác của vitamin B6. Thì thông thường đó, các rối loạn chức năng về thần kinh đó, thì cái ban đầu đó, người ta sẽ điều trị khuyên hướng là bổ sung cái vitamin B6. Thì nên nói về nếu như bị rối loạn chức năng thần kinh thì ta sẽ bổ sung vitamin B6 trước, rồi sau đó là xác định các nguyên nhân để làm điều trị. Thì thông thường nó bị rối loạn do thiếu cái vitamin B6. Đó, thì ở đây mình sẽ thấy nó tạo ra acetylcholine theo trình tự phản ứng, hoặc là tạo ra epinephrine, serotonin. Thì nếu mà không có acetylcholine thì bị suy giảm chức năng nhận thức, trí nhớ, rồi rối loạn trên cái vận mạch, cái serotonin là trên cái trầm cảm, histamine, gamma, taurine, tất cả nó sẽ ảnh hưởng. Dopamine, rối loạn trên dopamine, nó tạo ra dopamine sẽ hình thành histamine. Rồi, thì trên cái slide này trong thấy điều tiết tự hoàn nó sẽ giải ra tổng phân giải ra, thì cái nhánh chính á mấy chị sẽ là nó sẽ xảy ra từ tiết tự hoàn tạo ra cái phản ứng tạo ra 3 hydroxy alkylamic acid, thì có sự xúc tác của cái hydroxan phốt phát. Thấy các bạn ở dưới không? Khi mà không có cái phản ứng D đó, vì đi được sang chúng thì nó sẽ theo những cái nhánh lẻ phụ, thì nó sẽ đi ra tạo ra là inuric acid hoặc là anhydric acid. Nhưng mà trong hai nhánh đó chúng ta không hiểu là cái nhánh nào là cái nhánh phản ứng, cái nhánh nào là cái nhánh bị đào thải. Chúng ta chỉ thấy là chất chuyển hóa của chúng ta là acid anhydric đào thải được lớn, ta sẽ xác định tên đẹp rồi này chứ, thì không biết nó cũng ra nhưng mà nó không ưu tiên, tạo ra đó. Thì trên tất cả nó đều được xúc tác bởi cái video sản xuất pháp, nhưng mà cái này là nhánh chính, nếu mà có đầy đủ thì nó sẽ đi theo hướng này, nếu mà thiếu này thì nó sẽ đi theo hai hướng này, nhưng mà ta không biết là tại sao nó lại theo cái hướng này mà ngăn chặn nó lại trừ ra cái đào thải ra saturated. Đây, nó tham gia trên cái chuyển hóa methionine. Thì ở chỗ này mấy chị phân ngay chỗ homocysteine
nó là một cái khuynh hướng mới trong việc điều trị cho phòng ngừa bệnh tim mạch homocysteine. Thì cái methionine của mình á, nó sẽ bị chuyển hóa. Thì cái và
cái bài trò tiếp theo đó, của nó là sự tổng hợp hoặc phê định thì tham gia vào quá trình tạo sự tổng hợp tạo ra các vật phê định hiện nay á xuất sinh viên của anh xem thì đâu ra trong chương trình rep ha muốn tạo thành xuất sinh viên của anh xem thì trong chương trình rep từ cái mấy cái bộ nguyên liệu bắt đầu vào cung cấp đó và điện isolation nó tạo ra để xuất sinh nhiệt quân mà nó mới tác động các quy định tạo ra các không gian sau đó tạo ra cái thành phần bỏ quy định nhưng mình thấy là toàn bộ nó đều dính dây chuyền với nhau đó một phần nếu mà thiếu cái chất đó thì một cái phản ứng nó không xảy ra thì dẫn tới là thiếu cái nguồn nguyên liệu cho các đầu cái chứa ra tạo ra các chất và bỏ quy định để tham gia vào làm gì vitamin B6 của mình là dạng biosan có phát là cái coi chim cho cái dịch tổng hợp ra và amino được uy nhất acid đây đây tham gia vào sinh tổng hợp các amino acid khác nhau thì nó tham gia trong cái quá trình sinh tổng hợp nãy mình cái slide thì kê ra đó serotonin, dopamine, GABA, histamine tham gia sinh tổng hợp nucleic acid để cái nucleic acid này được dùng để tổng hợp ra DNA. Cái này là cái đoạn đầu của cái chương trình prep hãy có cái sơ đồ đó là nó phân hủy đi glucose phân hủy đi glucose tạo thành cái glucose rồi xong rồi từ cái glucose nó sẽ được phân hủy tạo ra glucose nó là cái thành phần tham gia vào trong chương trình prep thì nhờ cái enzyme là glucose bất hòa liên lạc rồi tham gia chuyển hóa như biết thì nó cử các oxy của phốt pho glycerin tạo ra glycerin để việc tổng hợp ra acetin glycerin rồi nó cũng là thành phần tham gia tổng hợp ra amin glycerin spin glycerin đó là chất cần thiết cho như biết thảo và bỏ glycerin của các tế bào trên thì cái như đã đề cập đó cái B6 này có vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng thần kinh khi mà có thấy vấn đề gì về trên là chưa xác định thì người ta có thể nghĩ tới cái nguyên nhân là do thiếu vitamin B6 và cung cấp bổ sung cái vitamin B6 cho thừa rồi điều mà hoạt động của học môn thì mấy ngày các anh chị có thể tham khảo thôi trong tài liệu hoặc là tham gia một số chức năng khác như sức khác cho các bạn cơ sinh hóa tham gia chuyển hóa protein thành lipid chuyển hóa các linoleic acid thành arabidic acid. Rồi có có một cái cần lưu ý là nó kích thích bài tiết sắt dùng trong việc điều trị các bệnh tổn thương sắt trong cơ thể. C thì nó là có vai trò là gì? Gia tăng cái sự hấp thụ sắt. Còn cái B6 thì kích thích bài tiết sắt. Rồi ngoài ra đó sẽ thấy nó có báo cáo là cái nó làm gia tăng chuyển magnesium qua màng tế bào thì cái magie á vai trò của magie là gì? Còn nhưng mà trên thế trên thần kinh thì nó làm gì? Em hiểu á như trên đường tiêu hóa thì nó gây nhuận tràng đúng không? À, co cơ nhưng mà trên thần kinh á cái chức năng vai trò nó gây êm dịu thì B6 này đó nó có vai trò trên cái ổn định tạo ra các chất amino chất mà cần thiết cho hoạt động thần kinh các chất điện truyền thần kinh nhưng mà nó cũng làm gia tăng cái chuyển magie qua màng tế bào thì như vậy nó sẽ có cái tác động ổn định hơn nữa nó củng cố cái tác dụng nên mấy chị sẽ thấy có cái biểu hiện là mà người B6 phối hợp với nhau ha. Thế thì
thường á là sử dụng cái menu đi sáng cho cái gì bị đau bữa đầu á là cái đầu cái đầu tiên để sử dụng á là thường là dùng magie đi sáng ha. Rồi rồi trong cái nó có cái sản phẩm là magie phối hợp với là glutaminol B6 trong cái trường hợp mà làm việc thần kinh căng thẳng á, các tế bào thần kinh nó bị bão hòa rồi bị gắn các gốc di tơ không giải phóng được thì người ta sẽ sử dụng cái glutaminol B6 để mà bảo hòa. Từ hồi xưa cái giáo viên học trường màu trắng cái chai trong viên em viên dịch vụ quân dùng vui cho con em trong một thi dùng glutaminol B6, nhưng mà lưu ý khi mà học nhiều cái các tế bào não nó bị bão hòa thì ta mới dùng, và còn chưa học gì hết nó khác nhau thì nhớ cái như vậy. Ở đây cái B6 của mình là tiếp xúc chất sắt và gia tăng chuyển magie sinh qua màng tế bào. Các trường hợp chút xíu thì do chi phí kém nhu cầu tăng cao rồi phụ nữ có thai ăn quá nhiều rau chín nè nhớ ăn quá nhiều rau chín thì sao, có quá nhiều tryptophan, quá tryptophan thì nó sẽ biến thành niacin, thì nhớ không có cái thì nó sẽ sử dụng nhiều cái vitamin B6 rồi uống rượu gia tăng mất nhiều thì có thể thiếu giải và đối kháng với nhiều thì rồi trên da và trên bờ máu là các biểu hiện xảy ra khi mà thiếu cái vitamin B6 trên thần kinh, do nó tham gia tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, các amino thì thần kinh nó gây suy dưỡng cho việc kích thích viêm đa dây thần kinh ngoại vi, mất phản xạ sinh cơ, co giật do giảm cơ bắp, ở trên da thì gây viêm da tăng tiết bã nhờn quanh vùng mắt của miệng, thiếu máu dưỡng sắt. Trên tiêu hóa thì có thể không đạt trưng, có thể buồn nôn, buồn nôn, viêm lưỡi, tổn thương dạ dày. Rồi cái chẩn đoán này thì những chị tham khảo thôi, tương tác thuốc thì đặt có thể không dùng đó, ta sẽ thấy là tôi sẽ cập tới là khi điều trị đau là nó cái isoniazid sẽ cạnh tranh với diazepam tạo ra diazepam mất mặt tính bên kia gây thiếu B6 nó bổ sung, rồi thuốc rửa tay tình trạng thuốc uống thì gây thiếu vitamin B6, các kháng sinh benicillin thì nó cũng tạo thuốc với vitamin B6 gây thiếu bổ sung, nhưng mà nhớ cái NR3 đối kháng giảm mất tác dụng của thuốc Parkinson thì chỉ Parkinson NR3, nhưng mà nó sẽ mình bổ sung nó cũng không có tác dụng gì hết, tại vì cái cơ chế nó khác ha. Trên những cơ chế nó khác thì mình sẽ thấy đối kháng với Parkinson thì NR3 nó sẽ phân giải cái B6 kích thích cái phản ứng mà tạo ra NR3 ở ngoài biên, trong khi đó mình cần á là cái NR3 này nó phải tạo ra cái dopamine á ở trong tế bào não đó, thì cái B6 nó phải kích thích cái phản ứng ở ngoài biên, do vậy nên mình có bổ sung thì nó cũng không có tác dụng gì hết ha. Mình phải sử dụng một cái chất đối kháng đó là dùng cái chất cạc bi lô ba, những chị ghi chú cho đó là một cái chất ức chế cái việc để các oxyla của dopamine. Thì mình sẽ dùng cái cạc bi lô ba để mà trong cái trường hợp này ha. Rồi sử dụng nhớ cạc bi lô ba có ghi được không? Đây sử dụng là tương tác với tác dụng của các chất đối kháng điều trị ở thứ năm một số trường hợp như đáp ứng với vitamin B6 sử dụng để sử dụng thuốc rửa thai uống. Nếu như mà có sử dụng thuốc rửa thai thì mình có thể bổ sung cái vitamin B6 về tóc tính và dễ dàng tinh hoạt
chất C nước là chất oxy hơn. Quá nhiều nơi xã thì trong một nghiên cứu thì người ta nhận thấy nếu mà dùng 50mg vitamin B6 một ngày thì ghi nhận được gây độc tính ở phụ nữ trên các triệu chứng thần kinh. Hồi nãy có một cái 250mg trên 250mg là gây độc tính, đó là vitamin B vitamin B1 nhớ không? Trên 350mg thì nó sẽ gây ra các triệu chứng độc tính, nên là ta chỉ sử dụng cái liều 250 thôi. Rồi B6 thì sử dụng trong trường hợp phòng và điều trị dưới B6 thì coi giật ở trẻ em thì chỉ bao cái thiếu máu nhuộm màu sắc di truyền. Rồi thì trong cái trường hợp mà bị rối kháng mất B6 thì ta sẽ bổ sung các thuốc điều trị nào. Rồi. Cái về tinh thể á, nhớ cái dạng có hoạt tính sinh học là tetrahydrofolate. Các thứ nhất dạng có hoạt tính sinh học là tetrahydrofolate. Không. Rồi. Thì tác động cho bệnh tiêu hóa hoặc bồ to. Cái thứ nhất mà cái bài chính cái thứ nhất anh chị lưu ý đó là dạng có hoạt tính sinh học, đó là tetrahydrofolate. Cái thứ hai đó là vi khuẩn tự tổng hợp được nhờ có enzymehydrofolate sinh học, nhưng mà ở trên cơ thể mình thì nó không có. Để mà có hoạt tính nó có ba phần B rồi para amino benzoic acid, nhớ câu trúc không, para amino benzoic acid và L-glutamic acid. Rồi thì mình có các trạng thái chuyển đổi của cái acid folic. Rồi. Rồi nó hấp thu vận chuyển đó thì các dạng có thể là folate monoglutamate với các chất vận chuyển qua màng, đó là chất men folate hoặc là folate receptor. Thì cái dạng có mặt tính là tetrahydrofolate, để lưu trữ thì ở dạng 5-benzin tetrahydrofolate, thì vận chuyển tại ruột và gan chủ động do chất men folate với chất vận chuyển cho folate và lệ thuộc vào pH và natri. Như vậy mình có mấy cái vitamin mà vận chuyển qua cái chất vận chuyển natri. Cái gì rồi? C B3. Rồi mình có cái B9 nha. Rồi nhớ ghi nhận lại là những chất nào có tái hấp thu và chất nào không có tái hấp thu. Rồi. Cảm ơn với đồ chơi trong tình hoàng không được tập và tổ tập và tác cho tình hoàng bài thiết ở dạng không đổi hoặc là dẫn sức không có hoặc không có. Về tác động thì cái lý chính nhất là coenzyme cho sản xuất và duy trì tế bào mới cần cho việc tổng hợp DNA và RNA tạo hoặc cầu ngăn chặn thiếu máu. Rồi cái này nhắc lại là tham gia cho sự chuyển hóa homocysteine giúp cho sự duy trì nồng độ amino acid này, ngăn chặn DNA chuyển thành những công ty.
cái folic acid nó có tham gia các phản ứng tổng hợp ra urin nha, rồi urin chuyển hóa methionine để homocysteine, tức là homocysteine anh có cái sơ đồ đó nhớ không, homocysteine mà không được chuyển hóa bởi vitamin B6 pyridoxamin phosphate thì nó sẽ quay ngược trở lại tổng hợp ra methionine thông qua sự xúc tác của hai cái vitamin đó là vitamin B12 và vitamin B9 nha. Rồi nó tham gia chuyển hóa tổng hợp methionine tạo collagen cho một carbon, thì cái này là chuyển một carbon. Mình có cái hoạt hóa axit folic tạo thành các dạng khác nhau như là beta hydro folic acid, các dạng tồn tại khác nhau trên ở đây cái quy trình hoạt hóa folate tạo thành hydrofolate beta hydrofolate. Đây cái này của nó có quy trình luôn. Đây nó cái bài trò của nó là coenzyme trong phản ứng chuyển một carbon trong các phản ứng chuyển một carbon. Còn cái beta hydrofolate nó tham
gia vô hưởng bằng cách là cung cấp cái mê tín cho cơ quan làm việc, được không? Đây homo sissi muốn tạo thành cái theonin á thì nó cần cái nhóm mê tín, thì cái mê tín cơ quan duy này đó sẽ cung cấp cái nhóm mê tín cho homo sissi để lúc đó nó trở lại tập dạng cơ quan làm việc. Rồi cái coagulamin này đó, nó trở ngược lại trở thành metin coagulamin nhờ cái sự cung cấp cái nhóm metin từ cái metin tetrahydrofolat nó chuyển thành dạng tetrahydrofolat dạng có hoạt tính. Rồi thì thiếu khi mà nhu cầu gia tăng các không đủ kiến thức trong cái mắt tôi như viêm ruột loét, rối loạn đường ruột, chất bao tử, bất thường trong chuyển hóa axit lactic, rồi hoặc là dùng các chất rối ren, dùng các thuốc động kinh, benzodiazepine, phenobarbital, prednisone và thuốc ngừa thai hạ uống thì có thể dẫn tới tình trạng thiếu. Đây. Thì cái thứ nhất, cái đối với cái vị trí mình cần nhớ đó là nó có thể dùng phối hợp với lại B6 và B12 trong cái việc ngăn ngừa tử vong ở bệnh nhân mà có sơ vữa với chỉ kèm với gia tăng nồng độ homocysteine ở trong máu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là dùng xuyên đó là cái ngăn ngừa cái tình trạng tử vong và dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh khi mẹ trong quá trình mang thai bị thiếu axit folic. Nó có hai trường hợp xảy ra. Nếu mà mẹ mang thai bị thiếu axit folic thì nó sẽ xảy ra một trong hai trường hợp hoặc là đôi khi cả hai. Đó là thứ nhất là bị trẻ lúc sống. Cái thứ hai là thiếu một phần nào nhưng người ta không biết là cái nào sẽ xảy ra. Nếu như mà bị trẻ đốt sống á thì đó là may mắn, tại vì cái đốt sống nó bị rồi lên, nó trẻ ra và cái vị sống nó rồi lên trên lưng đó thì người ta có thể can thiệp bằng phẫu thuật đã đưa nó vô lại và lấy keo dán lại đó. Thì chỗ keo dán lại đó là, nhưng mà trong cái trường hợp mà bị thiếu một phần não thì trẻ sẽ bị tử vong hoặc là phát triển tiểu nhân trí tuệ đó. Thì do vậy á thì người mẹ đó, khi mà chuẩn bị mang thai là phải bổ sung cái vitamin B9 ha. Chú ý cái đó quan trọng, thì tác động với cái quan trọng đó người ta chú ý tới là bổ sung cho mẹ khi mà trẻ mang thai, thì nó có thể tác động với B12, ngoài ra tác động với B12 trong chuyện thiếu máu mà một số ảnh tính điều trị ung thư do bị hoại vị trí bên dịch má như thế này hoặc là trong trường hợp mất trí nhớ. Thì mình nói tới cái trẻ lúc sống á, do thiếu vị trí thì trong quá trình phát triển cái bào thai á, cái lúc sống nó bị tắc nhức gãy nè, cái nhĩ sống nó lòi ra, đứa trẻ nó chỉ có nằm sấp thôi, nó không nằm nữa được đó. Thì người ta phẫu thuật, người ta nhét vô lại dán keo thì có thể sử dụng, nhưng mà trong cái phần chú ý là trong cái phần mà trong cái phần mà thiếu phần não thì cái đó không sử dụng được. Rồi bệnh thiếu máu hoặc còn to do thiếu còn lá thì mình có thể dùng một cái acid folic để mà điều trị. Chị về lâm sàng thì không phân biệt với thiếu máu ấm đi, có thể tổn thương thần kinh do thiếu B12 nếu mà mình điều trị được. Rồi một số tương tác thì thiếu folic acid do tương tác gây ra bởi các thuốc như là thuốc điều trị ung thư như prednisone, trimethoprim, pyrimethamine, đó là cái nhóm ức chế sự tổng hợp acid folic. Rồi trên cái thuốc chống động kinh á thì nó sẽ có sự tương tác khác nhau. Đối với chống động kinh cũ á thì nó sẽ có sự tương tác ở
đường biến thì một cái hai cái nhóm valproic acid với các bamazepine thì nó sẽ có khả năng gây dị tật tống trong đường biến đường biến, trong khi cái nhóm benzoin phenobarbital và pirimidon thì nó sẽ gây thiếu máu hoặc đau to. Tương tác với hai một vitamin được cung cấp quá nhiều sẽ che giấu cái dấu hiệu thiếu hụt của vitamin còn lại. Thì mình mấy chị ở trong độ tuổi sinh sản thì nhớ cái này, trong độ tuổi sinh sản thì mình nhớ là nhu cầu 0,8 mg ngày một tháng trước và trong 3 tháng đầu thì sẽ sử dụng là 0,4 mg một ngày hay là 400 microgram. Rồi chỉ định trong tuyến máu là phòng màu to và phòng màu to cho tuyến còn đó. Rồi cái này nhắc lại, bổ sung phối hợp với B9, B12, B6 trong việc điều trị tăng homocysteine máu và nhiệt, bổ sung trên trường hợp suy dinh dưỡng, suy thận, giai đoạn tổng hợp cuối. Nhớ cái điều này ha, dùng một tháng trước và trong 3 tháng đầu. Mấy bạn nào mà học nữ thì nhớ, còn nam thì nhớ thì nhắc vợ. Một số cái chế phẩm thì mình có thể tham khảo. Rồi B12 thì cái xíu B12 á, cái vitamin này là vitamin mà có cấu trúc phức tạp nhất ha. Là trong đó mình có thấy cái nhân bột ri, rồi có nhá, có coa, rồi có nhân luôn mới hợp ha. Là cái này là cái vitamin duy nhất có chứa kim loại 4 nhân piron rồi gắn với coa. Dạng cofactor chính của B12 là adenosine guanabin hoặc là nó phải hệ độc xy adenosine guanabin. Đó thì mình có các dạng cyano guanabin, rồi 5 hệ độc xy guanabin hoặc là betin guanabin.
khi mà mình ăn vô cái nó sẽ phân biệt cái dạ cái pepsin với lại cái axit dịch tị á, nó sẽ phân biệt các peptide rồi cho ra cái B12, rồi cái B12 này á nó gắn với R protein đó. Cái này là cái mới, không phải các tài liệu thường nó không có đề cập tới, nó đủ cái chỗ đó. Cái điểm mới là R protein, rồi cái phức hợp này R protein này á nó mới gắn kết với lại yếu tố nội, nó IF là cái yếu tố tạo ra một cái phức. Rồi cái yếu tố nội IF này với cái phức R protein B12 này nó sẽ đi xuống tạo ra, thì lúc đó nó sẽ giải phóng phóng thích ra cái R protein còn lại cái yếu tố nội và B12, rồi nó sẽ tiếp tục đi xuống. Rồi sau đó là nó phóng thích ra phóng thích cái yếu tố nội ra, còn lại cái vitamin B12. Thì cái vitamin B12 này nó được vận chuyển nhờ các protein, mà protein đó là gì? Đó là protein transcobalamin CC, protein vận chuyển cobalamin. Thì có nhiều loại, nó có thể là nhiều loại khác nhau, 1, 2, 3, nhưng mà ở đây thì nó sẽ gắn kết với chủ yếu là protein transcobalamin 2. Cái vitamin B12 của mình á, nó lưu trữ ở trong gan 3-5mg nó tác động như là coenzyme, thì cái lượng này nó đủ sử dụng trong một thời gian rất dài đó, trong vài năm. Chứ thì người ta không cần cung cấp cái vitamin B12 trong vài năm mà nó cũng đủ được, là chỉ là chỉ xảy ra tình trạng thiếu một vitamin B12 sau nhiều năm đó. Rồi thì nó tham gia vô trong cái phản ứng như mình đã biết rồi đó, thì cái homocysteine tổng hợp ra methionine, thì này nó cái sơ đồ tóm lại ha. B12 tham gia tổng hợp methionine từ homocysteine bằng cách là cung cấp cho homocysteine nhóm methionine, và nó quay ngược trở lại tạo thành methionine nhờ cái phản ứng với 5-methyltetrahydrobutyrate. Nó quay ngược trở lại nhờ cái phản ứng 5-methyltetrahydrobutyrate. Đây là cái quy trình phản ứng chi tiết cho mình thấy cái coenzyme chuyển hóa nhóm methionine, nó là coenzyme chuyển hóa nhóm methionine trong sự tổng hợp ra methionine. Rồi nhớ không? Rồi coenzyme thì nó coenzyme cho cái methionine malonyl coenzyme A của ta tham gia trong cái sản xuất các chất trung gian của chúng ta, béo cụ thể thì tham gia vào hoạt hóa amino acid và sự tổng hợp của điện, nên là tổng hợp của này. Thì cái này cái quy trình phản ứng ha, chuỗi acid béo cụ thể nó tham gia vào trong cái quá trình phản ứng để tạo ra các sản phẩm cuối cùng đi vào cái chu trình Krebs. Hoặc là bị cắt dạ dày thì như vậy nó không hấp thu được.
đường cắt dạ dày đó là nó cắt 2/3 dạ dày thì nó cắt mất luôn cái đoạn mà tạo ra yếu tố nội IF. Thì nó sẽ mất luôn cái chỗ mà tạo ra cái yếu tố nội IF. Nên là những người bị cắt dạ dày hoặc là nhiễm ký sinh trùng nhiễm trùng nó hấp thu hết các chất dinh dưỡng rồi dùng phối hợp với cơ nó tương tác với các thuốc kháng histamine và các thuốc ức chế bơm tự động. Các bệnh nhân bị đó có thể phá hủy cái có tế bào tiết ra yếu tố nội trợ cho sự hấp thụ. Thì ở đây tên chị nhớ là cái phần của mình có đề cập đến R protein, nó phải tạo thành phức hợp với B12 thì nó B12 mới tạo phức hợp với yếu tố nội. Rồi kết quả là khi mà thiếu B12 thì sẽ dẫn tới cái tác động trên huyết học và trên thần kinh. Trên huyết học và trên thần kinh thì trên thần kinh nó tích lũy axit béo lẻ, tại vì vai trò của nó là chuyển hóa axit béo tủy lẻ. Thì nếu như mà thiếu thì nó không chuyển được, nó sẽ tích lũy axit béo lẻ trên màng tế bào thần kinh thì ảnh hưởng tới các tế bào thần kinh, dẫn tới kích thích thảo giác rất là tâm thần, gây bị hại cái sợi dịch tế bào thần kinh, không còn cái chức năng để truyền được thần kinh nữa. Rồi trên huyết học á thì cái ethylene synthase thì quỷ nếu axit có chất giả thiếu cấp dẫn tới tình trạng là thiếu máu hoặc cầu to giống như là thiếu axit folic. Đây là mình nhận. Nếu mà mình không phân biệt được đó, không xác định được là do cái thiếu B9 hay B12 mà dẫn tới tình trạng thiếu máu mà mình điều trị không đúng á, thì điều trị bằng folic acid cho thiếu máu gây ra bởi B12 thì nó có thể hết bệnh, nhưng mà sao hết bệnh trên huyết học nó che giấu các dấu hiệu về thần kinh. Thì lúc đó thì các dấu hiệu về thần kinh nó bị trở nặng lớn đó, nó là thay đổi lên cái cấu trúc tế bào thần kinh rồi thì không điều trị được nữa. Mình đuổi do trong cái trường hợp thiếu máu thì do B9 hay B12 thì mình phải xác định đúng cái nguyên nhân thiếu máu do B9 hay là thiếu máu do B12. Nếu mà thiếu máu do B9 sinh học thiếu máu do B12 mà mình điều trị bằng thiếu máu do điều trị bằng B9 thì nó sẽ hết cái triệu chứng thiếu máu do B12, nhưng mà các dấu hiệu các triệu chứng về thần kinh thì nó không giải quyết được, nó dẫn tới tình trạng là tổn thương. Đây chỉ định trong điều trị thiếu máu mình có thể tiêm bắp xenoglobulin hoặc là hydroxyglobulin tiêm mỗi ngày trong 2-3 tuần, sau đó điều trị 2-4 tuần cho suốt đời. Có thể dùng cái dạng như trong xô của bạn gì. Cái slide cuối cùng á là cái slide tổng kết của những gì đó là bộ các vitamin trong đó. Có thể thấy cái ví dụ như ở đây vitamin đó, thiamin, riboflavin, niacin, B6. Đó, B1, B2, B3, B6, B9, pantothenic acid là B mấy? B5. B biotin là B7, B12. Rồi, cái dòng đầu tiên tôi sẽ hỏi là thiamin này á, cái coenzyme nó là chất nào có hoạt tính sinh học? Có các dạng có hoạt tính sinh học đó ha, cái bilophosphate theo là thiamin biphosphate, rồi cái riboflavin ha, rồi mình có cái gì niacin ha, cái bilophosphate folate, coenzyme A, biotin B12, rồi
tiếp theo ở phần kết đó là nó sẽ tác động ở đâu trên các quá trình chuyển hóa carbohydrate béo hay là trên protein đó, thì nó sẽ thay đổi, nó tác động thì mình sẽ cho vô các nội dung. Thì ở trên này mình sẽ có các chất tham gia vào trong quá trình chuyển hóa carbohydrate để thay đổi những cái chất tham gia vào trong quá trình chuyển hóa axit béo. Rồi chuyển hóa qua lại giữa các nhóm. Rồi như vậy nội dung của mấy chị là có thứ nhất về vitamin á, là vitamin tan trong dầu ha, vitamin tan trong nước hai cái, ba cái là B2, B5 với lại B7 á, là xem trên các nội dung trên cái slide cuối ha. Vậy những cái nội dung mà có trong cái phần tổng quan đặc trưng này. Rồi trên các vitamin mà có học á, có trình bày á, thì mình cần nhớ đối với so sánh hai nhóm, hiển nhiên là so sánh hai nhóm tan trong dầu vitamin nước rồi. Rồi mình nhớ trong cái nhóm vitamin tan trong nước á, là cái dạng có hoạt tính của nó là dạng nào ha, rồi vai trò chức năng của nó như thế nào, các bệnh liên quan đi kèm với các bệnh liên quan đi kèm với tình trạng thiếu. Còn các bộ vitamin đi kèm với nhau trong việc điều trị các bệnh do thiếu vitamin. Còn vitamin tan trong dầu á, thì mình sẽ có tình trạng xem qua cái tình trạng vai trò của nó và tình trạng ngộ độc. Nên thì trong trường hợp mà thiếu thừa thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng gì? Vậy thiếu thì cái vitamin tan trong dầu thì nó đơn giản hơn thì mình sẽ biết được cái phần thiếu. Còn ngược lại trước đó nữa thì mình có cái mọc viên thuốc giảm đau, mọc viên và các dạng chất của mọc viên. Thì phải nhớ được là trong từng nhóm như vậy nó có các có một cái bảng mà nhớ cái bảng đó là cái chất nào là chất chịu bệnh, cái nào là chất đối kháng, cái nào là chủ bệnh thực phẩm, cái nào là chủ bệnh và có thêm cơ chế khác, nhớ không, cái nào có thêm cơ chế khác trong rồi thì cơ chế khác là cái gì mình nhớ luôn trong đó ha. Rồi mỗi cái như vậy thì cái dạng phối hợp của nó sẽ phối hợp với nhau ở những cái loại nào và dùng ở trên cái điều trị cho tình trạng mức độ đau là ở cấp độ nào. Về cơ bản về giảm đau thì mình cần phải biết như là ở 10 cái thang điểm thì ký hiệu của 10 thang điểm để điều trị. Rồi được cái cơ bản đó thì cái dây thần kinh nào bộ nào nó sẽ dẫn tới nó sẽ tác động trên cái điểm đau của mình, thì hai loại tổn thương là tổn thương trên tế bào thần kinh và tổn thương trên mô. Thì trên cái mô thì nó sẽ liên quan tới các nhóm cái nhóm các chất trung gian hóa học, thì phải xác định cái nguyên nhân trung gian hóa học để mà dùng cái thuốc điều trị cho nó phù hợp. Còn trên cái tổn thương tế bào thần kinh thực thể á, thì mình sẽ dùng các thuốc opioid và các nhóm thuốc giảm đau thực thể như là thuốc chống trầm kinh và thuốc chống trầm cảm. Rồi thì trong đó là phải ôn lại đây trên thuốc chống trầm kinh nó có những nhóm nào, có những chất trong tình cảm thì có những cái nhóm nào là nguyên nhân, đúng không? Rồi cái giảm đau không steroid thì có
có cái giảm đau thuần túy, tức là không có thành đau kháng viêm ha, rồi giảm đau có tác động kháng viêm thì lưu ý là nếu mà giảm đau mỗi cái như vậy thì nó có đặc tính của nó, thì lưu ý hoặc là giải được đọc với đối với paracetamol để biết cái chất mà nó cây CE ha, tên gì, rồi cái gì nó giải động nó không, nó dài xíu hơn đây là N-3-ra-benzokenonimin rồi xong trên đó, trên cái para này còn các chất giảm đau kháng viêm không steroid đó, thì mình phải có cái phân biệt các chất với nhau dựa trên từng nhóm và cái nhóm slide cuối cùng á là người ta sẽ thu chú là thuốc nào nó chuyên biệt trên góc hai, đúng không? Thì cái thứ nhất là được rồi, nhưng mà phải nhớ hai ba cái thì để mà thay thế lựa chọn trong thực tế. Ví dụ như mình đi mình làm việc đó không có, mình phải chọn nào thay thế tiếp theo. Rồi cái thứ hai đó, cái cột thứ ba đó là mình cần phải nhớ là cái nào có thời gian tác động ngắn hạn nhất, cái nào có thời gian tác động dài hạn nhất. Mấy cái ngắn đầu tiên ba cái, rồi cái cuối cùng dài hạn là ok. Rồi thuốc trên hô hấp, thuốc trên hô hấp thì mình có thuốc ho, thuốc hen suyễn, cái gì nữa, kháng histamine, đúng không? Rồi thuốc ho thì là có điều trị ho không dùng thuốc ha, rồi điều trị ho có dùng thuốc, có dùng thuốc thì thuốc, có mấy nhóm thì đó thuốc ho, nó ức chế trung thu ho ha, rồi xong rồi tác động ở trên đàm bằng cái chuyên đàm, chuyên đàm trong đàm. Đó, để tác dụng phụ của mỗi nhóm như vậy thì nhớ các chất trong mỗi nhóm. Còn kháng histamine thì mình sẽ có là có kháng histamine tác động thế hệ 1, kháng histamine tác động thế hệ 2 qua và thông qua thần kinh trung ương thì gây tác dụng phụ khác nhau. Rồi các chất dẫn chất thì nó sẽ xác định cái thời gian tác động kéo dài, số lần dùng trong ngày. Có hay không có sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú trên tất cả các thuốc. Thuốc dành cho hen suyễn thì nó có bảy nhóm, nhớ mỗi chất trong nhóm để mà nhận ra được cái chất lượng trong nhóm đó, cơ chế tác động từng nhóm. Rồi trong nhóm thì nó chia nhỏ ra bằng tác động kéo dài và tác động ngắn hạn đó, thì chia nhỏ lên trên đó. Trên dạng phương ơi, nhớ không cần vào cái chi tiết nhưng mà phải nhớ là cách nào làm đâu, nhớ không? Rồi học á thì thời gian rất, nhưng mà hành nghề á là cần phải nhiều lắm, nên là phải đọc suốt liên tục, nhưng không đọc á thì nó sẽ quên, nên là phải đọc tới vừa tới được. Giống như mấy bài của mấy chị á, mình chỉ về coi lại xong dạng cho mấy chị lại làm cái việc khác là phải đọc lại coi lại, chứ không á là sau năm là hai năm là quên hết. Thì mấy chị cần cái thông tin gì thì coi trên thông tin quốc kém gần. Cái bây giờ thì nó còn miễn phí một thì tính phí. Nói chơi thôi chứ còn chỉ tính phí cho nhà thuốc với bệnh viện thôi, coi như đó là đủ rồi. Còn nếu mà không có thông tin á, nếu mà cần cái gì đó thì mấy chị có thể gửi email. Bỏ tiền nguyên tại vì cuối tuần mình đi nước ngoài rồi, nên là gửi email thôi, thì có gì mình sẽ cung cấp tài liệu cho mấy chị trong quá trình hành nghề. Chừng nào tốt nghiệp cuối năm sau còn đâu ha, thì thật ra là tạo cái mối liên kết làm sao mà tạo một cái cộng đồng cho mình làm việc cho nó tốt hơn. Mỗi người sẽ có biết một phần nhỏ, nhưng mà cái phần nào người mình mạnh nhất mà mình chia sẻ được tới với tất cả mọi người thì một chuyện nó sẽ mạnh lên trên cái cộng đồng. Rồi bỏ phần nguyên đang cầm gờ mèo chấm cơm không có chi, cần sách vở gì á thì cứ báo ha, mình sẽ sẵn sàng chia sẻ, nhưng mà nhớ mang về mở ra coi chứ còn đừng có chép để cho yên tâm. Có
Thì tại vì đó mình đi tới lui á, có khi làm cái gì ở bên Mỹ xong rồi lúc đó chạy về thì nằm rồi ở bên đó 7 tháng, về đây 4 tháng.